Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Trong video ngày hôm nay xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng Kim và Tony đi thăm một cửa hàng xe ha cô chú anh chị. Sau đó thì mình sẽ đi chợ đêm Giáng sinh mọi người. Cứ mỗi mùa Giáng sinh ở bên này thì ở những cái thành phố lớn hay nhỏ gì cũng có chợ đêm Giáng sinh ha cô chú anh chị. Trong video ngày hôm nay thì mọi người sẽ không thấy là hình ảnh của Kim tất bật ở trong căn bếp của mình như những video trước ha cô chú anh chị. Nhưng mà trong video này thì có lẽ là sẽ có nhiều cái đoạn đường ngồi trong xe đó cô chú anh chị. Tại vì mình đi thử xe đó mọi người. Good morning, chị chơi. Xin chào cô bà cô chú. Con đi đâu? Con đi học thì... Good morning, honey. Xin chào cô bà cô chú. Hai cái hàng cây này hôm nay nó đã rụng lá hết trơn rồi mọi người, trụi rồi. Làm đến mùa đông luôn rồi đó cô chú anh chị, cuối thu rồi. Sell other products and make the percentage dependency a lot less, you know. Đã chở Chi Chi đến trường rồi cô chú anh chị. Bây giờ thì Kim và Tony sẽ đi xuống cửa hàng xe máy. Thì cửa hàng xe máy là nằm ở Cheshire hay mọi người, lái xe là khoảng hơn nửa tiếng một chút đó cô chú anh chị. Hãy cùng Kim đi xem Tony muốn mua xe gì ha mọi người. Tới rồi ha mọi người. Bây giờ đang đi vô trong ra xe để tôi đi thử xe ha cô chú anh chị. Mình đặt lịch lúc 10 giờ đó cô chú anh chị, nhưng mà bây giờ mới có 9 giờ 20 thôi, tại vì sợ trễ xe đó cho nên là đi sớm, nhưng mà cuối cùng là không có bị kẹt xe ha cô chú anh chị. Đi đến đúng giờ luôn mọi người. Đến đây được mời một ly cà phê nè cô chú anh chị. Thì Tony thích cái hãng xe này nè mọi người. Lần này thì ảnh định đổi cái qua cái xe Porsche này. Trước khi mà đến đây thì anh đã liên hệ với cái hãng xe rồi đó cô chú anh chị. Đến cái cửa hàng gần nhất thì người ta sẽ đặt lịch, ship lịch cho mình đến đây thử xe. Thì hôm nay mình sẽ được lấy xe chạy trong vòng 2 tiếng ha cô chú anh chị. Thử xe 2 tiếng thì mình muốn đi đâu đó mình đi. Rồi người ta sẽ cho mình thử xe vài lần trước khi mà mình quyết định là đặt xe ha cô chú anh chị. Nếu như mà Tony hôm nay quyết định là đặt mua chiếc xe nào đó thì phải đặt trước trong vòng 1 năm mọi người. Cái xe này ở trên đây có cái giống như là cái liều cắm trại ha mọi người. Phía sau có gắn xe đạp. Ở bên này thường người ta có gắn những cái này nè để đi du lịch đi đâu đó mọi người. Mình đem xe đạp theo để mình leo núi, mình chạy xe, mình ngắm cảnh gì đó. Look like the car, honey. There is a car, yeah, it's supposed to be that way, yeah. God, do you want to move your seat back or push your seat back a little bit, babe? How you feel, honey? Good. In the car? Good. Just, I feel very at home, babe. Đây là chiếc xe Tony thích ha cô chú anh chị. Tại vì mình mua xe gia đình đó cô chú anh chị, thì chiếc xe sẽ có 5 chỗ ngồi. Tony thì muốn có ý định là mua chiếc xe giống như vậy nè, nhưng mà sẽ chọn màu khác ha cô chú anh chị. Mình sẽ đặt luôn chiếc xe mới từ hãng. Thì hãng sản xuất xe này là ở Đức ha cô chú anh chị. Mình đặt thì ở hãng người ta sẽ sản xuất cái xe mới theo yêu cầu của mình luôn. Và trong vòng 12 tháng thì mới có xe đó mọi người. Thank you.
space underneath, look. See? Yeah. You can put some things down there, look. Put the speaker, look. Put the music, look. Somebody else. It's also a lunatic. What? Mua đồ chơi, mua đồ Giáng sinh cho Chi hả cô chú anh chị? Em Chi là có cái ước muốn là một cái căn nhà bằng gỗ nè cô chú anh chị, căn nhà đồ chơi mà cao hơn Kim luôn nè mọi người. Nhưng mà Kim sẽ không có mua cái nhà này, mua cái nhà nhỏ hơn chút xíu, tại vì không có chỗ để cô chú anh chị. Ở trong cái cửa hàng đồ chơi này là bán đủ hết trơn đó mọi người, từ trẻ sơ sinh cho đến mấy cái bé lớn luôn, rất là nhiều luôn. Cứ sinh nhật hay Giáng sinh hay là mua quà sinh nhật cho các bạn của Chi á, là Kim đều đi vô đây hết á cô chú anh chị. Buổi chiều về dẫn em Chi đi học thể dục dụng cụ nè cô chú anh chị, gymnastics hả mọi người. Ba Chi vẫn đem theo cái máy tính để làm việc nè cô chú anh chị. Nào quay qua đây mà. Lên lên mày xì. Chi hôm nay có được bằng khen cái này cô chú anh chị. Cứ mỗi một tuần là cái bé nào mà tập giỏi nhất là sẽ được một cái bằng khen nè, mà suốt mấy tuần Chi đều được luôn hả Chi? Ở trong lớp của Chi là có bao nhiêu bạn? 16 bạn mà Chi được nè, Chi giỏi quá Chi ơi. Hôm nay cả nhà Kim đi Chester hả cô chú anh chị? Thì từ chỗ Kim mà đi xuống Chester là khoảng 45-50 phút đó mọi người. Thành phố Chester là nằm gần với cái đường biên giới của xứ Wales hả cô chú anh chị. Đây là lần thứ 3 Kim đi Chester rồi cô chú anh chị. Thì Kim sẽ để cái video Kim làm về Chester trong cái phần mô tả ha, cô chú anh chị có thể xem thêm hả mọi người. Thì sắp đến mùa Giáng sinh rồi đó, ở những cái thành phố đều có chợ đêm Giáng sinh hết cô chú anh chị.
Hôm nay gia đình Kim quyết định đi xuống đây là do Kim rất là thích cái kiến trúc của thành phố ở nơi đây nè mọi người. Cho nên là muốn chạy xuống đây vừa đi chợ đêm, vừa ngắm đèn và vừa ngắm nhìn thành phố luôn đó cô chú anh chị. Are you going to try and cool it down first? You forget.